Sự leo thang các cuộc tấn công UAV và tên lửa gần đây của Nga đang kéo căng các nguồn lực phòng không của Ukraine và khiến cho nước này trở nên dễ bị tổn thương trong cuộc xung đột, trừ khi có thể đảm bảo thêm một nguồn cung vũ khí, một quan chức không quân Ukraine nhận định ngày 9 tháng 1. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat cho hay, các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc chúng tôi phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi cần nhiều hơn, bởi Nga vẫn tiếp tục tăng cường khả năng tấn công từ trên không. Khi binh lính của cả hai bên chiến đấu từ các vị trí hầu như không có sự dịch chuyển dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.500 km, các cuộc tấn công gần đây của Nga đã sử dụng số lượng lớn các loại tên lửa khác nhau trong một nỗ lực rõ ràng nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo các quan chức Kiev, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga với hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa được phóng ra từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 đang làm tiêu hao kho vũ khí của Ukraine. Ukraine đang sử dụng các vũ khí thời Liên Xô và nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây sản xuất. Các nhà chức trách Ukraine muốn tăng cường các nhà máy sản xuất vũ khí và các nhà phân tích nhận định những nhà máy này đang nằm trong những mục tiêu gần đây của Nga. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố những nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hỏa lực sẽ không thay đổi tình hình trên giới tuyến và sẽ chỉ kéo dài xung đột quân sự. Trong khi đó, thì Ukraine tăng cường nhắm vào Crimea và các khu vực biên giới của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa. Trong cuộc tấn công mới đây, hai UAV đã rơi xuống cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Orlov của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250 km. Thống đốc Andrei Klitschkov cho hay, Bộ Quốc phòng Anh đã nhiều lần chỉ ra rằng những dấu hiệu cho thấy hạn chế trong hệ thống phòng không Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Crimea ngày 4 tháng 1 cho thấy sự không hiệu quả trong hệ thống phòng không của Nga trong việc bảo vệ các địa điểm quan trọng, bộ này nhận định. Các lực lượng của Nga không có dấu hiệu giảm bớt chiến dịch trong mùa đông. Trong một sự kiện mà các quan chức gọi là cuộc không kích lớn nhất xung đột, Nga đã phóng 122 tên lửa và hàng chục máy bay không người lái vào ngày 29 tháng 12. Vào ngày 1 tháng 1, Moscow tiếp tục phóng kỷ lục 90 UAV Shahed trên khắp Ukraine. Trong khi đó, thì Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không và đạn pháo. Tuy nhiên, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Kiev vẫn mắc kẹt ở Quốc hội. Còn cam kết của châu Âu về việc cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024 đã không thể thực hiện được, thì đến nay họ mới chỉ chuyển cho Ukraine 300.000 quả đạn pháo. Các tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất đã cho Ukraine một lớp khiên bảo vệ hiệu quả trước các cuộc không kích của Nga. Nhưng chi phí cho mỗi tên lửa lên tới 4 triệu đô la Mỹ và bệ phóng có giá tới 10 triệu đô la Mỹ. Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, sự hỗ trợ tốn kém như vậy là cần thiết đối với Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35 vệ binh quốc gia để ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát. Hiện Nga đang kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở phía nam và phía đông Ukraine, nơi Moscow đã thành lập chính quyền và bổ nhiệm quan chức quản lý kể từ mùa thu năm 2022. Tờ Newsweek dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết, Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để tiến hành các hoạt động ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ mất kiểm soát ở phía đông và miền nam nước này. Theo tờ báo, thì Nga hiện kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở miền nam và phía đông Ukraine, nơi Moscow đã thành lập chính quyền và bổ nhiệm quan chức quản lý kể từ mùa thu năm 2022. Ukraine đã ra mắt Trung tâm Kháng chiến Quốc gia vào tháng 3 năm 2022, sau khi xung đột bùng phát một tháng trước đó. Trung tâm này dưới sự chỉ đạo của lực lượng hoạt động đặc biệt, giúp điều phối và huấn luyện các du kích Ukraine sống trong vùng do Nga kiểm soát. Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia, lực lượng vệ binh quốc gia Nga còn được gọi là Roswat, là thành phần quan trọng thứ hai trong lực lượng của Nga ở Ukraine. Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng được triển khai đến các vùng lãnh thổ có nhiệm vụ trấn áp sự phản kháng của người Ukraine
bằng cách sàng lọc các hoạt động trong dân chúng và xác định các thành viên của phong trào ngầm. Tính đến tháng 1, ít nhất 35.000 thành viên Rosward đã được gửi đến vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine cho biết, khoảng một nửa lực lượng vệ binh của Moscow đã được tổ chức thành đội hình chính quy, bao gồm một lữ đoàn, 5 tiểu đoàn chiến thuật và 44 nhóm chiến thuật. Nửa còn lại của Rosward bao gồm những người được chuyển đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và đơn vị phản ứng nhanh đặc biệt của Nga. Trung tâm kháng chiến của Ukraine cho biết, lực lượng vệ binh được triển khai từ Nga được trang bị xe tăng, hệ thống pháo binh và máy bay trực thăng. Họ cũng được cho là đã đóng vai trò bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử do Nga tổ chức ở vùng lãnh thổ họ kiểm soát tại Ukraine vào tháng 9 năm 2022 và 2023. Kiev dự đoán rằng vệ binh Rosward cũng sẽ phát huy vai trò trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 sắp tới. Trong khi chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt dọc theo tiền tuyến, các du kích Ukraine sống ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào nhân sự do Moscow bổ nhiệm tới các khu vực này. Một quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng các cuộc không kích liên tiếp từ Nga đang tạo nên sức ép lớn cho nguồn lực quốc phòng của Ukraine, trong khi kho vũ khí phòng không của nước này đã cạn kiệt. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat cho hay, các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc chúng tôi phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi cần nhiều hơn, bởi Nga vẫn tiếp tục tăng cường khả năng tấn công từ trên không. Khi binh lính của cả hai bên chiến đấu từ các vị trí hầu như không có sự dịch chuyển dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.500 km, các cuộc tấn công gần đây của Nga đã sử dụng số lượng lớn các loại tên lửa khác nhau trong một nỗ lực rõ ràng nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo các quan chức Kiev, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga với hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa được phóng ra từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 đang làm tiêu hao kho vũ khí của Ukraine. Ukraine đang sử dụng các vũ khí thời Liên Xô và nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây sản xuất. Các nhà chức trách Ukraine muốn tăng cường các nhà máy sản xuất vũ khí và các nhà phân tích nhận định những nhà máy này đang nằm trong những mục tiêu gần đây của Nga. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố những nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hỏa lực sẽ không thay đổi tình hình trên giới tuyến và sẽ chỉ kéo dài xung đột quân sự. Trong khi đó, thì Ukraine tăng cường nhắm vào Crimea và các khu vực biên giới của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa. Trong cuộc tấn công mới đây, hai UAV đã rơi xuống cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Orlov của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250 km. Thống đốc Andrei Klitschkov cho hay, Bộ Quốc phòng Anh đã nhiều lần chỉ ra rằng những dấu hiệu cho thấy hạn chế trong hệ thống phòng không Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Crimea ngày 4 tháng 1 cho thấy sự không hiệu quả trong hệ thống phòng không của Nga trong việc bảo vệ các địa điểm quan trọng. Bộ này nhận định, các lực lượng của Nga không có dấu hiệu giảm bớt chiến dịch trong mùa đông. Trong một sự kiện mà các quan chức gọi là cuộc không kích lớn nhất xung đột, Nga đã phóng 122 tên lửa và hàng chục máy bay không người lái vào ngày 29 tháng 12. Vào ngày 1 tháng 1, Moscow tiếp tục phóng kỷ lục 90 UAV Shahed trên khắp Ukraine. Trong khi đó, thì Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không và đạn pháo. Tuy nhiên, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Kiev vẫn mắc kẹt ở Quốc hội. Còn cam kết của châu Âu về việc cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024 đã không thể thực hiện được, khi đến nay họ mới chỉ chuyển cho Ukraine 300.000 quả đạn pháo. Các tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất đã cho Ukraine một lớp khiên bảo vệ hiệu quả trước các cuộc không kích của Nga. Nhưng chi phí cho mỗi tên lửa lên tới 4 triệu đô la Mỹ và bệ phóng có giá tới 10 triệu đô la Mỹ. Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, sự hỗ trợ tốn kém như vậy là cần thiết đối với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các lực lượng nước này sử dụng pháo tự hành bánh xích 2S3 Akashiya tấn công và phá hủy các mục tiêu của Ukraine. Hệ thống pháo này đã trở thành vũ khí đáng gờm trong tay của quân đội Nga.
Video cho thấy khi sử dụng hệ thống pháo này, kíp lái của Nga đã thực hiện các thao tác cơ động. Binh sĩ nhanh chóng vào vị trí bắn, nã từ 5 đến 6 quả đạn pháo vào mục tiêu và nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Những cuộc tấn công chính xác từ hệ thống này sẽ ngăn chặn khả năng huy động lực lượng dự bị của đối phương, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các bước tiến của đơn vị tấn công Nga. Pháo tự hành bánh xích 2S3 Acacia cỡ 152mm là minh chứng cho sức mạnh kỹ thuật của Liên Xô, được phát triển vào cuối năm 1960 và chính thức đưa vào biên chế năm 1971. Đến nay, hệ thống pháo này đã trở thành vũ khí đáng gờm trong tay của quân đội Nga. Với tầm bắn tối đa là 17,4 km khi sử dụng loại đạn tiêu chuẩn và tầm bắn mở rộng 20,5 km với đạn tăng tầm, Acacia gây ra mối đe dọa đáng kể trên chiến trường. Hệ thống pháo này có tốc độ bắn tối đa 4 viên trên phút và khả năng bắn liên tục 1 viên trên phút. Các tổ lái vận hành hệ thống pháo tự hành Acacia của Nga thường sử dụng chiến lược bắn và chạy để vô hiệu hóa binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy các kho đạn dược của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cho biết quân đội nước này nhắm mục tiêu vào các khẩu pháo của đối phương. Theo báo cáo mới nhất về tình hình trên chiến trường, quân đội Nga và quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh trên nhiều mặt trận. Trong bản cập nhật hàng ngày về chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã dội hỏa lực vào thiết bị quân sự và các mục tiêu của Ukraine theo các hướng Donetsk, Krasny Liman và Zaporizhia, đồng thời đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine ở Nam Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng nhắm mục tiêu vào hai kho đạn dược và một trạm radar của lực lượng vũ trang Ukraine. Các hệ thống phòng không Nga cũng đã đánh chặn tên lửa và bắn hạ máy bay không người lái từ phía Ukraine. Cũng trong ngày 9 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội với quân Nga trên nhiều mặt trận. Lực lượng phòng không Ukraine đã tấn công 9 khu vực tập trung binh sĩ của Nga. Báo cáo của Ukraine cho biết, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh đã gây thiệt hại cho đối phương về nhân lực và thiết bị tại các thành trì của Nga, cũng như bắn trúng hai khẩu pháo của Moscow. Trong bối cảnh đạn pháo cạn kiệt, quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang phải ứng biến và sử dụng máy bay không người lái UAV gắn chất nổ để đối phó với lực lượng Nga. Quân nước này đang cố gắng cầm cự cho đến khi có thêm nguồn viện trợ vũ khí từ nước ngoài. Các gói viện trợ bổ sung từ Mỹ và Liên minh châu Âu bị đình trệ, lực lượng Ukraine đang rơi vào tình cảnh thiếu đạn dược. Nhiều lữ đoàn bị tiêu hao sau cuộc phản công mùa hè mà không tạo được bước đột phá đáng kể. Nhà phân tích quân sự Pháp Peter Jong nhận định, Ukraine hiện chỉ còn đủ đạn pháo trong một tháng chiến đấu tới khoảng giữa tháng 2 này. Tôi tin rằng họ còn đủ đạn dược cho khoảng một tháng. Con số này là quá ít đối với người Ukraine, bởi vì một tháng là thời gian cho đến giữa tháng 2, giai đoạn đỉnh điểm của mùa đông tại nước này, ông Peter Jang nói với truyền hình Pháp. Theo ông Peter Jang, đại tá Pháp đã nghỉ hưu, cả Nga và Ukraine đang nỗ lực ổn định mặt trận và thực hiện các cuộc tấn công chiến lược. Nhưng điều này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị về người và trang thiết bị. Phía Nga hiện tại đã tích lũy được nguồn lực rất lớn để chuẩn bị cho chiến dịch mùa đông. Trong khi đó, Ukraine đang cạn kiệt nguồn lực sau gần 2 năm xung đột. Ukraine gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ và các nước phương Tây. Cuối tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU khó có thể đạt được mục tiêu gửi 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, mấu chốt của vấn đề là Ukraine đã tiêu thụ đạn pháo nhanh hơn mức mà Mỹ và các nước đồng minh NATO có thể sản xuất. Từ một bong ke ở mặt trận phía đông nam,
có thể nhận thấy nguồn đạn pháo của Ukraine đã cạn kiệt như thế nào. Cứ 5-6 quả đạn pháo mà Nga bắn tới, quân Ukraine chỉ bắn trả được 1-2 quả. Trong bối cảnh đạn pháo cạn kiệt, quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang phải ứng biến và sử dụng máy bay không người lái UAV gắn chất nổ để đối phó với lực lượng Nga. Ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho biết, chúng tôi đang phải dựa vào máy bay không người lái FPV vì thiếu đạn pháo. Tuy nhiên, UAV không thể thay thế hoàn toàn pháo binh. Sự phụ thuộc ngày càng tăng của Ukraine vào máy bay không người lái FPV, UAV góc nhìn thứ nhất, có thể cho thấy cuộc xung đột sẽ diễn ra như thế nào nếu dòng vũ khí phương Tây tới Kiev tiếp tục bị hạn chế nghiêm trọng. Quân Ukraine đang cố gắng cầm cự cho đến khi có thêm nguồn viện trợ vũ khí từ nước ngoài. Giống như trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, trước khi nhận được nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây, Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái FPV thay cho hỏa lực pháo binh. UAV không thể bay xa và nhanh như đạn pháo. Chúng cũng không mang được nhiều chất nổ hoặc nổ xuyên qua các bức tường bê tông. Nhưng chỉ với vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc, UAV có giá thấp hơn nhiều so với đạn pháo và dễ sản xuất hơn nhiều. Cả Nga và Ukraine đã tăng cường sử dụng UAV trong 6 tháng qua khi chúng thể hiện tính hữu dụng trên các khu vực có địa hình trống trải và bằng phẳng của Ukraine. Chúng chính xác hơn nhiều so với pháo binh, cho phép những người điều khiển UAV theo dõi các phương tiện đang di chuyển và lực lượng bộ binh. Trong khi pháo bình thường cần nhiều phát bắn để bắn trúng mục tiêu, thì UAV hầu như đều đánh trúng mục tiêu trong mỗi lần tấn công. Cho đến nay, quân Ukraine chỉ có thể ngăn chặn những bước tiến của Nga xung quanh làng Robotin ở phía nam thị trấn Orykhiv, vì một số đơn vị pháo binh trong khu vực đã được điều động đến các khu vực khác của mặt trận. Mặc dù Ukraine phải dựa vào UAV vì lý do cấp thiết, nhưng binh sĩ Ukraine hoạt động xung quanh Robotin cho biết thiết bị này đang làm thay đổi tình thế trên chiến tuyến. Do xe bọc thép cỡ lớn là mục tiêu có giá trị, dễ phát hiện nên cả hai bên đều hạn chế sử dụng chúng ở tiền tuyến và thay thế bằng xe tải, thậm chí là xe máy. Với máy bay không người lái FPV, quân Ukraine có thể tấn công ngay cả những phương tiện nhỏ và truy đuổi cả lính bộ binh. Kết quả là vùng xám, khu vực nằm giữa các chiến hào của hai bên nhưng không bên nào kiểm soát được, ngày càng mở rộng hơn, khiến việc tiến quân trở nên khó khăn hơn. Mặc dù UAV có hiệu quả chống lại bộ binh và các phương tiện quân sự, nhưng chúng không thể mang đủ chất nổ để phá hủy các công sự mà pháo binh có thể bắn xuyên qua. Ngoài ra, do chúng bay chậm hơn nhiều so với đạn pháo, nên khi UAV tới được điểm đến thì mục tiêu đã rời khỏi đó. Mặt khác, số lượng UAV của Ukraine vẫn còn hạn chế. Ngoài việc tìm kiếm nguồn viện trợ từ nước ngoài, Ukraine hiện đang nỗ lực tăng cường sản xuất trong nước, chế tạo được những loại UAV có khả năng mang được khối lượng đạn dược hoặc chất nổ lớn hơn. Cuối tháng 12 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chúng tôi sẽ sản xuất một chiếc UAV vào năm tới. Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đang gặp nhiều thách thức về số lượng vũ khí được viện trợ, đặc biệt là số lượng đạn pháo. Trong khi đó, Nga đang cố gắng tận dụng tối đa lợi thế về tài nguyên và cũng đang xây dựng một đội quân UAV với các khả năng đa dạng. Trong vài tuần qua, số lượng UAV FPV được Nga sử dụng đã tăng gấp 3-4 lần. Pháo binh của họ đang hoạt động tốt. Họ có lợi thế về trinh sát trên không.
binh sĩ Ukraine ở Robotin thừa nhận. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho biết các nước phương Tây không yêu cầu chính quyền Kiev đàm phán giải pháp hòa bình với Nga. Ông cho biết tại Istanbul, Moscow đã đề nghị một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nhưng phía Kiev không tin tưởng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo MPACE của Tây Ban Nha, các đồng minh của chúng tôi không yêu cầu đàm phán với Nga để ngừng các cuộc giao tranh, kể cả khi chúng tôi gặp nhau ở cấp phái đoàn phương Tây, cũng như trong các cuộc họp kín theo hình thức thu gọn. Đây không phải là một vấn đề có thể đưa ra một sự lựa chọn. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 11, nghị sĩ Ukraine David Arakamia, từng là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuối tháng 3 năm 2022 cho biết, xung đột Ukraine đã có thể kết thúc từ mùa xuân năm 2022. Cụ thể, ông cho biết, tại Istanbul, Moscow đã đề nghị một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nhưng phía Kiev không tin tưởng. Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi, để chúng tôi giữ thái độ trung lập. Đây là vấn đề chính đối với họ. Họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận trung lập, giống như Phần Lan đã làm. Và chúng tôi sẽ phải cam kết rằng chúng tôi sẽ không gia nhập NATO. Đây là việc chính, ông Arakamia cho hay. Theo ông này, việc đồng ý trung lập và từ bỏ ý định gia nhập NATO sẽ đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp của Ukraine. Cũng theo ông Arakamia, trong lúc các cuộc đàm phán diễn ra, Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson đã đến Kiev vào ngày 9 tháng 4 đề nghị các quan chức Ukraine tiếp tục chiến đấu và không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow. Gần một tháng sau đó, báo Ukrainska Pravda dẫn lời các quan chức thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng chuyến thăm của ông Johnson đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Kiev ngừng đàm phán hòa bình với Moscow. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Nhiều đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Máy bay không người lái cảm tử nâng cấp của Nga có thể sẽ là một vũ khí mới hiệu quả trong việc tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine. Loại vũ khí này có thể trở thành cơn ác mộng với đối phương. Theo một báo cáo từ tờ Soref ngày 9 tháng 1, quá trình sản xuất UAV cảm tử phiên bản mới Zalakaib UAV đang diễn ra. Sovrep báo cáo rằng dường như Nga đang gắn một thiết bị vào bụng của máy bay không người lái với một đầu đạn được nâng cấp, khiến loại vũ khí này có thể trở thành cơn ác mộng đối với đối phương. Zalakaib UAV do công ty vũ khí Klasnikov Concern của Nga sản xuất, có đầu đạn cải tiến. Đầu đạn được chế tạo từ thuốc nổ OKFOL mạnh gấp 1,7 lần thuốc nổ TNT, theo European Defense Review. Theo cuộc phỏng vấn của Russia 24 với Chủ tịch tập đoàn Kalashnikov, ông Alan Lushnikov, dù chưa rõ khi nào Nga sẽ đưa Zalakaib UAV vào sử dụng trên chiến trường, nhưng những chiếc UAV này có thể đã được chuyển giao cho quân đội Nga. Phiên bản đầu tiên của Zalakaib UAV được giới thiệu vào năm 2019, có một số tính năng vượt trội, bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa lên tới 130 km/h. Tuy nhiên, Zalakaib UAV ban đầu gặp hạn chế bởi đầu đạn tương đối nhỏ và ít được sử dụng hơn so với các máy bay không người lái cùng loại khác của Nga như Lancet. Phiên bản nâng cấp của Zalakaib UAV
có thể sẽ tạo một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, vào tháng 10 năm 2023, Nga đã ra mắt phiên bản máy bay không người lái Lancet 53 mới, bao gồm hệ thống dẫn đường tự động, có thể phân biệt các loại mục tiêu và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Nga sử dụng các loại UAV này để tấn công vào các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe tăng đến pháo binh. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, dù được nâng cấp hệ thống dẫn đường, song Lancet 53 vẫn thiếu đầu đạn đủ mạnh để gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng. Trong khi đó, thì phiên bản mới của Zala KIB UAV có thể được sử dụng để tấn công một số mục tiêu mà UAV Lancet và các máy bay không người lái khác không thể tiếp cận được. Trong những tháng gần đây, Nga đã nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.